mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Cô ơi, ngày hôm nay chúng ta có một yêu cầu của khán giả đó. Cô sẵn sàng chưa ạ? Cô sẵn sàng rồi đây Minh Châu. Dạ, vậy bây giờ em mời cô xem yêu cầu ha. Rồi, đồng ý. Xin chào chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Tôi tên là Kim Nhã, nhà tôi ở quận 2. Gia đình tôi vừa chuyển về căn hộ mới này. Vì vậy tôi muốn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để đãi mọi người trong gia đình và mời vài người bạn thân thiết. Thế nhưng tôi chưa nghĩ ra được món ăn nào đó thật là đặc biệt để đãi mọi người. Vì vậy tôi muốn nhờ chương trình Món Ngon Mỗi Ngày giúp tôi giới thiệu một món ăn vừa ngon và vừa lạ nữa. Xin cảm ơn chương trình. Đầu tiên thì xin được chúc mừng chị, bởi vì có thể nói là việc an cư sẽ giúp cho gia đình của chị hạnh phúc hơn nè và thành công hơn nữa. Cô Hà đã nghe yêu cầu rồi đúng không cô? Cô đã nghe rồi. Vậy thì hôm nay món ăn của chúng ta sẽ là một món rất là đặc biệt nè. Món này dĩ nhiên là cũng sẽ rất ngon, lạ miệng, đầy đủ dinh dưỡng và đặc biệt cũng chế biến rất là nhanh. Món ăn ngày hôm nay của chúng ta có tên là lẩu đuôi bò. Để làm món lẩu đuôi bò, chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu và gia vị như sau: 500g đuôi bò, 200g bắp hoa bò, 100g mỡ gàu, 1 miếng đậu hũ non, sả đập dập, gừng đập dập, nấm rơm, 1/2 củ hành tây, ngò gai, hành lá, rau ôm, quế chi, hoa hồi, đinh hương, tỏi băm, tương ớt, tương đen, các loại gia vị thông thường và Ajiquit gia vị nêm sẵn lẩu thập cẩm. Đầu tiên thì chúng ta sẽ ướp phần đuôi bò này. Cô sẽ ướp vào đây 1 muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto và 1 muỗng cà phê muối. Quý vị khán giả thân mến, để cho phần đuôi bò này nấu được mau mềm, mau ngọt thì chúng ta sẽ dùng nồi áp suất. Thì Minh Châu sẽ giúp cô để một nồi áp suất lên trên bếp nha. Đây ạ. Bây giờ cô sẽ cho vào trong này 1 muỗng canh dầu. Thì cô sẽ cho phần sả và gừng cô đã đập dập ha. Thêm vào là phần tỏi. Tiếp theo cô sẽ cho phần mỡ gàu và mình sẽ xào lên. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho phần đuôi bò vô xào. Và sau khi đuôi bò đã săn lại rồi thì chúng ta sẽ cho thêm vào nồi khoảng nửa lít nước. Cô ơi, bây giờ em sẽ đậy nắp lại nha. Khoan đã Minh Châu. Trước khi mình đậy nắp lại thì mình sẽ cho vào trong nồi nước dùng này là phần quế, hoa hồi và nụ đinh hương. Minh Châu và quý vị khán giả lưu ý là chúng ta phải nhớ là rang thơm cái phần quế, hoa hồi và nụ đinh hương này để cho nước lẩu sẽ có mùi thơm rất dịu. Và bây giờ cô sẽ cho cái phần gia vị này vô trong nước lẩu luôn. Sau đó thì chúng ta mới đậy nắp nồi lại. Dạ. Trong lúc chờ nước dùng sôi khoảng 10 phút thì chúng ta sẽ sơ chế các nguyên liệu còn lại. Đầu tiên thì cô sẽ cắt cái phần đậu hũ này để chút mình ăn kèm ha. Dạ. Rồi, tiếp theo thì phần nấm rơm này, những cái nấm to thì mình sẽ cắt làm hai. Nếu như mà nấm nhỏ thì mình sẽ để nguyên. Rồi, phần hành tây này thì mình sẽ sắc muối cao. Phần hành lá và ngò gai cũng như là rau ôm này thì mình sẽ cắt khúc khoảng chừng 3-4 phần ha. Bây giờ thì cô sẽ cắt phần bắp bò. Phần bắp bò này thì mình sẽ cắt mỏng ha. Minh Châu và khán giả lưu ý là chúng ta khi mà ăn lẩu thì chúng ta nên chọn phần bắp hoa, bởi vì bắp hoa là phần bắp nó non và nó mềm và có lẫn những cái sợi gân giòn giòn, rất phù hợp với lại những món ăn như là nhúng lẩu hay là thịt tái đó. Dạ em hiểu rồi. Quý vị khán giả thân mến, khi mà quý vị chọn thịt bò để nấu món lẩu này, quý vị nhớ là chọn bắp hoa nhé. Đây là phần bắp nhỏ nè, có lẫn một chút gân rất là giòn và ngọt nữa, đảm bảo nấu lẩu rất là phù hợp. Cô ơi, cái nồi cũng sôi lắm rồi, em bỏ qua đây nha. Rồi em tắt bếp và chúng ta sẽ xả hết cái áp suất ở trong nồi này ra, sau đó chúng ta mới mở nắp nồi. Cái van áp suất ở đây đã hạ xuống rồi. Cô sẽ mở cái nồi nắp nồi ra. Tiếp theo thì Minh Châu giúp cô là cho thêm vào đây một lít nước. Và với định lượng nước này thì bây giờ chúng ta sẽ cho tiếp vào đây một gói Ajiquit gia vị nêm sẵn lẩu thập cẩm này. Sau khi mà nước sôi lại rồi thì bây giờ thì cô sẽ cho cái phần nấm rơm và hành tây vô trong này luôn nha. Minh Châu nhớ là cuối cùng thì chúng ta sẽ cho vào đây thêm một muỗng canh tương đen nữa nha. Ủa? Sao giống như ăn phở vậy cô? Đúng rồi, bởi vì khi nêm một ít tương đen vào trong nồi nước dùng bò thì sẽ rất thích hợp và nó tạo vị đậm đà cho nước dùng nữa. Quý vị khán giả thân mến, quý vị nhớ nha, chúng ta sẽ nêm một ít tương đen vào trong nồi lẩu để giúp cho lẩu có hương vị thơm ngon đậm đà đặc trưng. Cô sẽ trình bày lẩu ra một cái cù lao.
Tiếp theo thì chúng ta sẽ đặt thêm các loại rau, một ít rau lên. Cô sẽ cho lên đây một ít nước ha. Đầu tiên thì cô sẽ cho vào trong chén này một ít bánh phở ha. Rồi chan một ít nước lẩu lên. Bắp bò đã chín rồi đây. Em cảm ơn cô. Hơi bị lạ nha. Tại sao thịt bên trong cái phần sát phần xương á thì đã mềm rồi nè, nhưng mà cái lớp da bên ngoài á vẫn còn hơi hơi giòn giòn, khiến cho cảm giác khi ăn rất là thú vị. Phần nước lẩu rất là đậm đà, rất là thơm ngon và vừa miệng. Và đặc biệt hơn nữa chính là mùi thơm không lẫn đi đâu được của các gia vị quen thuộc mà chúng ta vẫn sử dụng. Nhưng mà khi kết hợp lại cùng với nhau thì đã làm nên một cái mùi rất đặc trưng của các món có liên quan đến bò. Và cụ thể ngày hôm nay chính là món lẩu đuôi bò ạ. Em cảm ơn cô Hà rất nhiều và xin chúc cho chị Kim Nhã có một bữa tân gia thật hoành tráng và nhiều niềm vui với những người thân yêu của mình. Và nếu như mà quý vị cũng có những vấn đề khó khăn cần các đầu bếp chương trình tư vấn thì quý vị đừng ngần ngại gửi thư về hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto Việt Nam số 083 823 7557. Và đặc biệt hơn nữa, nếu như mà quý vị đã bỏ lỡ chương trình ngày hôm nay hoặc là quý vị đang phân vân không biết là chúng ta nên có một thực đơn như thế nào thì hãy truy cập ngay vào website mongonmoinngay.com để tìm hiểu quý vị nhé, hoặc tìm từ khóa món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.